Thưa quý vị và các bạn, 30 năm trước, Bình Thuận là một tỉnh nghèo ven biển với khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm. Quá trình làm ra sản phẩm của người dân nông thôn chủ yếu từ lao động chân tay. Khi đó, năng lượng điện để phục vụ sản xuất, sinh hoạt vẫn chưa phổ biến. Nhờ những chính sách phù hợp, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, Bình Thuận giờ đây đang trở thành là một trong những trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia. Năm 1992, Bình Thuận chỉ có 44 trên 111 xã phường thị trấn, với khoảng 35% hộ dân được sử dụng điện. Hạ tầng điện yếu nên các xã nông thôn và miền núi hải đảo hoàn toàn không có điện. Với nỗ lực vượt khó của tỉnh và ngành điện, các công trình hệ thống lưới điện được đẩy mạnh đầu tư. Nhờ đó mà đến năm 2002, toàn tỉnh đã có xấp xỉ 3/4 tổng số hộ dân được sử dụng nguồn điện. Đến năm 2022, tất cả 124 trên 124 xã phường thị trấn đã có điện, với gần 100% tổng số hộ dân sử dụng điện. Huyện Phú Quý cũng vượt qua khó khăn từ không có điện đến cấp điện theo giờ, và hiện nay đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục 24 trên 24 giờ. Đặc biệt, hệ thống nguồn điện diesel, gió, mặt trời tại đảo với tổng công suất 16,5 MW đang được đánh giá là mô hình lưới điện thông minh tốt nhất trong các hải đảo Việt Nam. Đến hiện tại giờ này thì nói về điện thì ở đảo Phú Quý là nói chung và riêng đơn vị chúng tôi là phục vụ rất là tốt. Giai đoạn rồi đã đầu tư 5.700 tỷ để phát triển cái hệ thống lưới điện và hiện đại hóa hệ thống lưới điện. Rồi đến giai đoạn hiện nay thì nhìn nhận lại thì đã đạt được những cái thành quả nổi bật. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh, mà Bình Thuận còn hướng đến xây dựng, hình thành một trung tâm năng lượng quốc gia từ những lợi thế và tiềm năng của địa phương. Với 192 km bờ biển, cùng số giờ gió và bức xạ nhiệt cao, ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên, nên Bình Thuận nhanh chóng trở thành địa chỉ thu hút dự án đầu tư quy mô lớn để khai thác năng lượng tái tạo. Sản lượng phát điện luôn vượt cái kế hoạch đề ra để góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Cái sự ủng hộ cũng với hỗ trợ của các cấp cũng doanh nghiệp cũng đã hạn chế được rất nhiều những cái thiệt hại cũng như cái ảnh hưởng của dịch bệnh và hoàn thiện cái dự án đúng theo cái tiến độ mà cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh. Nó góp phần rất là lớn về cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói một cách nó nôm na là có thể là nó góp phần một phần ít vào cái nộp ngân sách nhà nước. Nhiệt điện Vĩnh Tân khi mà đi vào vận hành sẽ đóng góp rất quan trọng vào trong cái đảm bảo an ninh năng lượng cho các cái của Việt Nam cũng như của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Mà đặc biệt là trong cái thời gian sắp tới thì cái khu vực phía Nam sẽ gặp khó khăn trong cái việc đảm bảo cái điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Đến nay, Bình Thuận có 48 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất hơn 6.500 MW. Gồm 4 nhà máy nhiệt điện than thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 7 nhà máy thủy điện, 10 nhà máy điện gió, 26 nhà máy điện mặt trời, 1 nhà máy điện diesel đảo Phú Quý. Tổng sản lượng thiết kế khoảng 31 tỷ 600 triệu kWh mỗi năm. Ngành công nghiệp điện đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cung cấp cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong cơ cấu lại ngành á, thì vẫn xem là cái công nghiệp năng lượng, mà đặc biệt nhất là năng lượng tái tạo, là một trong những cái là cái lĩnh vực mà rất được là địa phương và cũng như các nhà đầu tư rất là quan tâm. Và ngoài cái phát điện năng lượng tái tạo ở ngoài khơi á, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát triển các cái nhóm ngành từ cái ngành năng lượng này để phát triển ra trong bờ, thì nó lại sẽ góp phần cho cái ngành công nghiệp của tỉnh là nó đa dạng hóa thêm các cái sản phẩm. Hiện có 8 nhà đầu tư đăng ký đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng công suất lên đến 22.200 MW. Theo định hướng, Bình Thuận sẽ tập trung phát triển công nghiệp năng lượng, trở thành trung tâm phát điện của cả nước với tổng công suất khoảng 22,6 GW với phương châm điện đi trước một bước, tạo tiền đề cho kinh tế xã hội phát triển theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững và toàn diện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi một trong ba trụ cột của tỉnh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 đã xác định.